Chào các bạn nhé, em đang cho test con robot chuyên lau MZ6 ZM6. Đây, các bạn nhìn nha, nó sẽ chạy theo hàng, theo lối và vừa chạy vừa phun nước này. Đấy, đang phun nước này. Đấy, lau siêu sạch luôn và không bỏ sót đâu ạ. Đấy, phun nước MZM6 chuyên lau. Đấy, vừa lau vừa phun nước luôn. Quay lại đúng hàng lối luôn ạ. Đấy, phun nước quay các bạn nhìn phun nước nha. Đấy, các bạn nhìn phun nước kìa. Bây giờ tắt đi này và cho nó về đốc này. Về đốc sạc này. Con này về đốc rất là hay, nhẹ nhàng nhé. Xoay rất là đẹp luôn. Đấy, đang xoay đít vào đấy. Đấy, lùi vào rất đẹp luôn. M6. Con này bán 6,8 triệu các bạn nhé. Đấy, và sạc, đốc sạc. Đẹp.